Cái con này đi đâu mà không về giúp mẹ một tay chứ lại. Oai, ôi trời ơi, kinh quá cơ chứ. Hình như có cả chuột nó cũng lên ấy. Vào con đây. Đức à con. Này, hay là mẹ sang ở bên nhà con nhá. Cái nhà này mẹ sợ lắm. Nó có thế nào ấy, ẩm thấp mà nhiều rán lắm con ạ. Hình như có cả chuột nữa ấy. Thôi, phòng con chật lắm. Mà bây giờ mẹ ở với chị Thương ấy, mẹ phải quản lý chị ấy. Đừng để chị ấy làm những điều bậy bạ nữa. Cái thằng này, sao cứ nhắc đến chị mày? Là mày lại nói cái giọng ấy hả con? Thôi con đang bận mẹ nhá. Ok, này mẹ bảo. Con với chả cái. Đi đâu mà gọi không nghe chứ lị. Alo. Ôi, Thương à con. Vâng. Con ơi, mẹ dọn nhà rồi. Con về nhà đi. Về dọn nhà với mẹ đi. Ôi dồi ôi, bao nhiêu là việc đây này. Sao mẹ gọi nhiều thế? Con đang bận việc, mẹ cứ gọi làm gì? Thôi mẹ dọn một mình đi. Thế thôi mẹ nhá. Vâng con đây. Ôi con đã nói là không cần rồi mà lại. Con không quan tâm mấy chuyện đấy đâu. Ô hay, không cần là thế nào? Anh đã ly dị rồi thì bây giờ phải nhìn vào những điều tốt đẹp để con đi tiếp chứ. Sang tuần nhá. Để mẹ hẹn người ta. Mẹ hẹn người ta thì mẹ đi mà gặp mẹ nhá. Mẹ bảo này, con bé này nó cũng cứng tuổi rồi. Nhan sắc thì cũng bình thường thôi. Nhưng được cái giáo dục tử tế. Quan trọng là gia đình nó giàu con ạ. Mẹ thấy được đấy. Thôi con đang ngoài đường, có gì con gọi lại sau. Thế mẹ nhá. Từ từ, anh nghe mẹ nói đây này. Tên con bé là cái Trúc. Nó là con nhà cô Quyên, bạn mẹ. Nó đã thích anh từ ngày xưa cơ. Nhưng anh thì bị buộc vào chồng sớm quá. Còn người ta thì mải phấn đấu, trau dồi tri thức. Nhưng được cái gia đình có điều kiện nên bây giờ mặt mũi nó đã sửa sang rồi. Nó mới tính đến chuyện lấy chồng con ạ. Thôi thôi, con đang ngoài đường, có gì con gọi lại mẹ sau nhá, mẹ nhá. Con đây. Hôm nay tôi đưa Sam đi khám tâm lý. Thế tình hình con thế nào rồi? Con đã bị stress về việc của chúng ta, cho nên tâm lý bất ổn và chống đối. Tôi chỉ muốn hỏi là tối ngày hôm nay anh có thời gian không để sang thăm hai con rồi đưa Sam sau đi chơi có được không? Còn nếu như anh bận thì cũng không sao cả. Không, anh không bận. Thế bây giờ anh qua đón mẹ con đi luôn nhá. Thôi không cần đâu, ba mẹ con tôi sẽ tự đến đấy. Giờ tôi sẽ nhắn tin địa chỉ, xong rồi anh cứ đến thẳng ở đấy nhá. Thế anh qua bây giờ đây.
giúp anh với. 2-1 chắc luôn. Đấy, từ từ. Đấy. Mày ngắn thế. Tuy không xinh nhưng gia đình khá giả, học vấn ngon lành, mẹ và chị rất ưng. Con bé này á cũng kén chọn đấy, nhưng hóa ra lại thích mày từ ngày xưa nên vẫn đồng ý gặp. Hai đứa về với nhau đi, quan trọng là nhà giàu, nhà lầu xe hơi, chứ không phải dân buôn bán lưu tiêu như nhà con Khánh.